Sancho từ chối xin lỗi Ten Hag. The Athletic cho biết sở dĩ cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho không được tập cùng đội một nửa vì anh từ chối xin lỗi huấn luyện viên Erik Ten Hag. Cầu thủ 23 tuổi hiện phải tập luyện tại khu vực dành cho học viện trẻ, khi Manchester United tìm cách giải quyết rắc rối mà họ gọi là vấn đề kỷ luật đội hình. Sự việc xảy ra sau những phát ngôn của Sancho trên mạng xã hội, tổ huấn luyện viên Ten Hag gian dối. Sancho cho biết anh đã bị coi là vật tế thần trong một thời gian dài. Khi Ten Hag xác nhận sở dĩ Sancho không được điền tên vào đội hình Manchester United ở thất bại 1-3 trước Arsenal tại Premier League là do màn thể hiện kém cỏi của cựu sao Dortmund trong buổi tập. Sancho sau đó đã được yêu cầu xin lỗi ông thầy người Hà Lan, song một mực từ chối. Điều này khiến Manchester United phải hành động. The Athletic nhấn mạnh. Quỷ đỏ cũng từ chối bình luận khi được The Athletic tiếp cận. Sancho đã bị cấm tập luyện ở đội 1 và sẽ không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của Manchester United bắt đầu từ chuyến làm khách trước Brighton ở Premier League hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 9. Cho đến khi có giải pháp, Manchester United đã sẵn sàng bán Sancho cho Saudi Arabia trước khi kỳ chuyển nhượng tại Trung Đông đóng cửa vào tuần trước. Nhưng cầu thủ này không đồng ý, thay vào đó, anh bay đến New York nghỉ ngơi. Trước trận đấu với Arsenal, Sancho đã góp mặt trong cả 3 trận đấu tại Premier League của Quỷ Đỏ. Với lần gần nhất là ở trận gặp Nottingham Forest vào ngày 26 tháng 8. Sancho gia nhập Manchester United từ Dortmund với giá 85 triệu euro hồi hè 2021. Kể từ đó, anh đã ra sân 82 lần cho câu lạc bộ, ghi 12 bàn,